đến với căn bếp của tớ. Thích ăn món gì nào? Có pizza, có trứng ốp lép, chua và bánh rau nguyên thịt. Và rất tươi và rất cam nữa đấy. Nói ngon thôi các bạn ạ. Ui, ngon thật thật. Các bạn nhớ đi và subscribe kênh cho mình nhé.